Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày gì? Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm hay quyền tham dự đại hội cổ đông. Ví dụ, công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt, mã TVB, ngày 31 tháng 3 là ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương đương với một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Theo quy định chu kỳ thanh toán T cộng 2, hiện nay nhà đầu tư phải 2 ngày sau mới thực sự sở hữu cổ phiếu. Ví dụ, ngày 29 tháng 3 bạn mua cổ phiếu TVB, thì ngày 31 tháng 3 cổ phiếu sẽ về tài khoản của bạn. Nghĩa là tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng, bạn có mặt trong danh sách cổ đông được trả cổ tức. Nếu bạn mua cổ phiếu TVB vào ngày 30 tháng 3, thì ngày 1 tháng 4, bạn mới thực sự sở hữu cổ phiếu. Vì vậy, bạn không nằm trong danh sách cổ đông được trả cổ tức. Nên ngày 30 tháng 3 được gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu TVB. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Ichimoku Club để nhận được những thông tin mới nhất và những kiến thức bổ ích. Chúc các anh chị có một buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình.